Rồi, hai thằng chào các bạn ơi. Tiếp video hôm nay mình chia sẻ các bạn về rải phân dưỡng cây mít nữa các bạn. Thì đợt này mình sẽ đổi phân trước mặt của mình nè, là dòng 18, 16, 8 ha, NPK của công ty Đạm Cà Mau ha. Về dưỡng cây nuôi cây các bạn thì phân nào cũng được chứ á, NPK 2015, 16, 16, 8 cũng được ha. Thì 18, 16, 8 cũng được, bình thường. Nhưng mà đối với 16, 16, 8 thì các bạn phải xài nặng đô lên ha, tăng lượng phân lên mới có đủ hàm lượng. Còn cái phân này các bạn, mình đã có thử qua cây mít mình trồng bên cái vườn cà na bạn, với cái vườn xài lúc trước mình phá đó. Thì mình thử cái đó rồi thì mình giải vô chung với cà na, mà thì mình thấy bên này cái lá mít bên đó nó phát. Lá mít của cây mít này các bạn nó phát tè luôn. Đó, đợt khởm thì lá nó nhỏ nhỏ ha, mình kiểu mình ít cho ăn phân á. Rồi khi mình giải vô thấy bên này là một đọt nó bung rất là mướt luôn. Đó, thì bữa nay quyết định giải cái này lại ha. Rồi thì dưỡng cây để mà cho tốt nữa các bạn, thì mình sẽ trộn thêm humic luôn ha. Humic này mình đã chia sẻ rồi, thì cái này mình trộn thêm nữa nè. Rồi thì mình chia sẻ thêm là đối với cái vườn mít, thì mỗi vườn mình giải phân mình cộng ha, cộng hay là không cộng nó khác nhau các bạn. Ví dụ đi các bạn, ví dụ mà đối với cái vườn mà mới thu hoạch xong, cây nó hơi suy các bạn, nó suy mạnh á, thì mình cộng thêm humic nè, rồi cộng thêm thằng đáp các bạn, DB á, để mình phục hồi cái bộ rễ nó ha, cho nó đâm chồi nhánh nó mạnh ha, bộ lá. Còn đối với cây mà nó mướt rồi đó, nó mướt như cây của mình nè các bạn, mình đã phục hồi bộ hở này, cử đáp với đầu trâu 2015 rồi ha, thì hôm nay nó lâm đọt mướt rồi nè đó. Thì cái này mình xài thằng này, mình khỏi cộng đáp ha, là đối với vườn của mình các bạn. Ê, mình chỉ cộng thêm humic thôi đó, lẫn cho tốt bộ rễ đó. Hiện tại là bộ lá vườn mình đây nè các bạn ha, thì nó cũng có vài cây cũng si, còn hơi nặng chứ nó không có đều được hết vậy ha. Nói chung cũng vườn có cây này cây kia, nhưng mà mình đánh theo cái lượng cây nó phát triển nhiều các bạn. Rồi thêm cái thứ hai các bạn, thì đối với vườn trồng dài trồng thưa nữa ha, đó trồng dài thì cây nó sẽ yếu hơn. Dù mình giải cái lượng 50g cho một gốc, thì thường là mình giải vậy các bạn. Thì đối với cái vườn trồng thưa các bạn, cây nó sung hơn nữa. Có như cái vườn bên đây của mình các bạn trồng thưa nè, cây nó sung hơn, thì mình có thể làm giải giật nhẹ lại các bạn 40g ha. Rồi mình thí dụ mình đi giải theo gốc cây mà, thì coi cây nào nó hơi si thì mình cho lên 50g, còn cây nào mà nó phát triển rồi mình cho khoảng 40-30g đều được hết các bạn đó. Mình giải giảm theo cái tay mình giải. Thì cái vườn mình hiện tại đây là mình chia ra hai khu bạn, mình đứng đây là chính giữa cái bờ đê ha, chính giữa cái vườn bờ đê ngang đó, mình chia ra hai khu, cái khu phía bên tay của mình nè đó, đây là mình trồng thưa ha, cây nó phát triển hơn thì mình giải nó nhẹ phân hơn các bạn ha. Ví dụ cây sung rồi mình khỏi chủng đáp nè đó, mình giải nhẹ phân hơn ha, vẫn dùng một loại phân 18, 16, 8 ha, vẫn dùng chung, nhưng mà mình có thể là mình cái vườn thưa mình không cộng đáp các bạn, tại vì nó đã sung rồi mình không cần cộng đáp, có thể không biết vẫn được ha, tại dưỡng cây mà. Rồi còn qua bên đây các bạn, qua đây là bên trồng dày của mình ha, phía ngoài đó mình trồng dày thì cây si là mình cộng đáp vô thêm ha. Rồi mình giải cái lượng phân có thể cao hơn nữa, mình giải khoảng 50g cho một gốc ha. Đó là cái nhược điểm, ví dụ mình trồng dày nó phải nặng phân hơn các bạn, mình phải cộng thêm humic nè, gờ đáp nè ha, và dinh dưỡng cũng mạnh hơn cái vườn trồng thưa. Thì cái clip trước các bạn mình có chia sẻ là mình giải hàng 20-15 đầu trâu các bạn, cộng humic với đáp nữa ha, mình giải cho vườn dày rồi. Thì bữa nay cây nó đã phát triển rồi thì mình bữa nay mình không có cộng cho vườn này ha. Còn riêng cái vườn bạn nào mới phục hồi ha, thì cây còn si quá thì cứ cộng đáp vô humic vô ha. Để 20-15 hoặc là 18-16-8 này vẫn được các bạn. Đó. Rồi cái thời gian mà giải dưỡng cây nữa các bạn, thì mình sẽ kéo dài ra luôn ha. Thì như đợt thảm cây của mình nó si, mới thu hoạch xong nó si nhiều quá, thì mình giải vô 15 ngày các bạn, mình giải 1 cử. Đó thì bữa nay nó đã phát triển xanh mướt rồi ha, với mình mới xịt nè, xịt dưỡng cây đó bạn, thì lá nay nó xanh mướt rồi, thì mình kéo dài thời gian ra ha. Thì cái cử giải của mình được thảo là trước Tết các bạn. Trước Tết thì bữa nay nó 14 rồi, 14 tháng Giêng các bạn, thì chạy ra cũng là hơn 20 ngày rồi. Đó thì bữa nay mình mới giải lại ha. Thì dưỡng cây chứ nó khác nuôi cây các bạn. Nuôi cây thì mình giải thì dụng trái nhiều, mình giải 10 ngày một cử. Ở gần đó với dưỡng cây
dưỡng cây thì mình kéo dài ra 15 20 ngày một cử ha. Còn cây thấy cây tốt nữa thì mình kéo dài 25 ngày cũng được. Có nghĩa là tùy theo cái vườn mà mình coi cây lá nhánh ha, đọt phát triển thì mình giải khác nhau. Rồi quay lại phân thì mình chọn rẻ các bạn. Thì hai bao NPK 18 16 8 các bạn, thì bao 50 kg, hai bao là 100 kg ha. Thì mình rải cho hết cái vườn mít của mình đây các bạn. Thì luôn gốc bự gốc nhỏ luôn là khoảng là hơn ngàn cây bạn, cỡ ngàn mốt ngàn hai cây ha. Thằng mít các bạn thì mình trộn thêm khoảng là 5 kg mít nữa ha, 5 6 kg đều được hết. Giải cho khoảng ngàn mốt ngàn hai cái mít này của mình ha, tại có bự có nhỏ. Thì như mấy cái cử trước mình đã có trộn không biết rồi bạn, thì cử này trộn thêm thôi. Đó thì không biết mình trộn khoảng 5 6 kg cho hai bao phân 100 kg ha. Đó thì để mà giải cho cái không biết này nó không có bay các bạn, thì chúng xíu mình dắt nó lên một chút nước ha. Dắt thêm chút nước lần cho nó bám vô cái hộp khăn. Giải nó không có dính ấy, không có bay bay cái không biết ha. Rồi để trộn đều cái này các bạn, rồi mình sẽ chia ra giải cho hai cái miếng vườn trồng thưa trồng dày khác nhau ha. Thì cái miếng vườn trồng thưa thì mình chỉ giải phân này với không biết được rồi ha. Còn miếng vườn trồng dày các bạn thì mình sẽ trộn thêm cái phân mà cử rồi mình giải có trộn đá đó các bạn. Mình sẽ giải cho miếng vườn trồng dày mình ha. Cái cử trước mình giải là 20 15 đầu trâu các bạn, cộng không biết với thằng đá đó thì còn dư. Thì cử này mình sẽ cộng thêm mình giải nữa, giải cho miếng vườn trồng dày mình ha. Rồi còn đây là khúc phân mà mình giải cái cử rồi dư nè các bạn. Thì nó là NPK đầu trâu các bạn, 20-15 đầu trâu với phân đá ha, với humic cử rồi luôn có luôn. Thì mình sẽ trộn vô mình giải bên miếng vườn dày nha. Ở cái này là tại còn ha, còn dư cử rồi nên mình trộn vô mình giải luôn cho nó hết, chứ không phải là thêm bớt vậy các bạn. Rồi mình sẽ vô phân rễ các bạn. Rồi thì mình sẽ giải vô cái vườn dày trước nha. Thì cái phân này có trộn đáp nè các bạn, có trộn phân đáp thêm nãy ha. Đó thì đối với mít tơ này mình nuôi mình vẫn giải luôn các bạn, tại nó loại phân dưỡng cây mà, cây nhỏ thì mình dễ lượng nhẹ thôi, giải chung với mít bự đều được ha. Đó thì mình can lượng khoảng 50 gram cho một gốc ha. Nói chung thì mình giải 50 thôi, nhưng mà ví dụ có trên lợi chút đỉnh không sao các bạn, trên lợi chút đỉnh thì không nhầm nhỏ chứ. Chứ không phải nhất thiết mình phải mà gốc hay 50 gram đều hết đâu bạn, nhưng chút đỉnh thiếu chút đỉnh cũng không sao. Mình đi mình giải theo tầm mắt của mình ha. Giờ ví dụ cây mà thấy sung bự quá thì mình giật lại, cây hơi yếu thì mình giải tăng lên. Đó là giải bên cái khu vườn dày các bạn. Rồi còn đây là ba cái phân mình trộn giải bên vườn thưa nè các bạn, không có đáp ha. Ở đây là miếng vườn mình trồng thưa ha, cây nó tốt hơn đó, mình giải thì cái lượng phân giật nhẹ lại. Đối với mít tơ mình cũng giải luôn các bạn, nuôi nó luôn à. Mít tơ này là mình mới trồng sau này các bạn, tại lúc trước mình không có trồng, mình chỉ trồng có một hàng giữa cái mít này thẳng vô chổng ha, có hàng giữa rồi đó, mình chưa trồng mấy cái mít tơ này vô, rồi sau này mình mới trồng vô ha. Tại đó mình trồng ổi sen á, rồi bỏ ổi mới sen cái mít vô, thì tính ra giờ nó cũng dày đó. Nhưng mà nhà mấy cái mít này hồi đó nó thưa nó lớn ha, giờ nó rất là khỏe.
Thì nói chung là bên miếng vườn Ngọc Thơ này các bạn, thì cũng có cây bự cây nhỏ đó, chứ không phải mà đều hết đó. Thì cây bự sung quá thì mình giải lượng phân giảm lại, nhẹ lại. Còn mà thấy cây mà có hơi xấu xấu thì mình tăng lên 50 gram. Còn mà thấy sung quá thì cho nó 30-40 gram được rồi. Mấy gốc mình trồng thưa bạn thấy không, gốc nào mới bành bành thôi, 4 năm tuổi các bạn, giống mít trong này 4 năm tuổi nè. Rồi ok các bạn ơi, thì giải xong clip nào mình tưới clip đó luôn ha, mở motor lên cái mình tưới luôn nè. Thì có motor cái hai đường bét này ha, dễ ha, giải xong clip nào tưới clip đó cũng khỏe. Thành báo nó đu cây các bạn, đu giải phân nó siết. Thì các bạn lưu ý ha, mình giải phân thì theo như mình chia sẻ các bạn, thì chúng ta nên dòm theo cây, dòm bộ lá cây mình giải ra giảm ha, dư kéo thời gian 10 ngày hay là 20 ngày hay 25 ngày ha. Thì ra giảm là do miếng vườn của mình đó, mình coi vườn mình giải các bạn, chứ không phải mà cân nhắc giải một cái liều một nha. Bạn nào mà mới thu hoạch muốn ngừa bệnh cho vườn các bạn thì có thể chọn phân chọn thêm lần bệnh vô luôn nha, có thể chọn manh con vết vô luôn ha, giống cử đầu mình chọn. Tiếp tục giải phân tiếp nữa các bạn ơi. Đây là cái mít mình trồng thử ở trong cái vườn xài nè các bạn, chỗ mấy cây cana mình thử rồi mấy tháng trước nè, bây giờ nó mới lớn nè. Thì đợt hảo mình không có giải phân 16-16-8 này các bạn, thì cây nó không có phát được gì. Mình có nhấp nhấp phân 20-15 vô cho nó ăn, nhưng mà cây đặc thảm thấy nó hơi còi, như nó bị dính bắt lo hơi vậy đó. Thì cái mình ở đó mình giải cana, cái mình lấy mình giải vô, chứ mình có xịt cana đó bạn, sẵn quên nó luôn. Bữa nay đậm bù lá lên là rất là bự, rất là mập luôn nè. Chứ bữa hổm này lá nó nhỏ nhỏ nha, bữa hổm lá nhỏ như vậy nè. Đây là cái mít vô mình trồng nữa các bạn, vô được đỏ nè. Đây cây này còn 6 bạn cặp trái nè các bạn, nó nuôi có 2 trái à, trái nào trái nấy, bự ít chung ha, trái 10 mấy ký á. Rồi thì video chia sẻ giải phân dưỡng cây mít cho vườn bên đây các bạn, thì mình sẽ kết thúc luôn các bạn ơi. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.